Những diễn biến phức tạp của cuộc đối đầu Nga-Ukraine trong vòng 24 giờ qua. Rộ tin đồn Nga sắp sử dụng vũ khí siêu hủy diệt hạt nhân tại chiến trường Đông Âu sau khi mất thành phố chiến lược Lyman. Trong khi Ukraine gấp rút chuẩn bị cho kịch bản hạt nhân tồi tệ nhất, Mỹ và các nước phương Tây đã phản ứng thế nào? Nga đáp trả ra sao về tin đồn này? Giữa lúc đó, giao tranh vẫn đang quyết liệt trên thực địa. Nga triển khai tân binh đến mặt trận Kherson ở phía nam. Ukraine tuyên bố tái chiếm nhiều khu vực ở miền đông đất nước. Belarus xác nhận vai trò trong cuộc xung đột ở Ukraine. Vương quốc Anh cũng khẳng định sẽ không đứng bên lề cuộc xung đột. Căng thẳng giữa Nga và phương Tây phải chăng đang bị đẩy lên mức cao mới? Ở một diễn biến khác, ba nước Mỹ, Nhật, Hàn đã đáp trả động thái phóng tên lửa vượt lãnh thổ Nhật Bản của Triều Tiên. Tuy nhiên thì Nga và Trung Quốc cũng vừa lên tiếng phản đối một cuộc họp tại Hội đồng Bảo an về vấn đề này. Cùng nhiều tin tức xã hội đáng chú ý khác, tất cả sẽ được gửi đến quý vị trong chương trình Toàn cảnh quốc tế ngay sau đây. Quý vị đang đến với chương trình Toàn cảnh quốc tế, cập nhật những diễn biến an ninh, chính trị, thời sự, quân sự toàn cầu nổi bật trong 24 giờ qua. Mở đầu bản tin hôm nay, mời quý vị tiếp tục đến với những diễn biến mới nhất của cuộc đối đầu Nga và Ukraine chưa có hồi kết. Và vấn đề nổi bật nhất ngày hôm nay, đó là những tin tức cho rằng Nga có thể sắp thử hạt nhân ở Ukraine. Cụ thể như thế nào? Nga và các nước liên quan phản ứng ra sao? Sẽ được chúng tôi tổng hợp và lần lượt chuyển đến quý vị. Thưa quý vị, giao tranh giữa Nga và Ukraine vẫn đang diễn biến khốc liệt. Giữa lúc đó, thì tờ Nhật báo Anh The Times đã dẫn lời cảnh báo của Liên minh quân sự lớn nhất thế giới NATO đối với các quốc gia thành viên rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đang có kế hoạch tiến hành một vụ thử hạt nhân gần biên giới với Ukraine nhằm thể hiện khả năng sẵn sàng triển khai vũ khí hủy diệt của Moscow. Trước thông tin này, chính quyền Kiev đã nhanh chóng phát thuốc iốt kali cho các trung tâm sơ tán để kịp thời cấp cho người dân trong trường hợp Nga có thể tấn công hạt nhân, theo ABC News đưa tin. Hội đồng thành phố Kiev đã phát đi thông báo viên nén iốt kali sẽ được cấp cho cư dân trong các khu vực có khả năng bị ô nhiễm bức xạ hạt nhân và cần phải sơ tán khẩn cấp để phòng hiểm họa hủy diệt có thể xảy ra. Nếu uống trước hoặc ngay sau khi tiếp xúc với bức xạ hạt nhân, viên nén iốt kali có thể hỗ trợ ngăn tuyến giáp hấp thụ bức xạ. Động thái trên được đưa ra giữa bối cảnh Nga đã cảnh báo nước này sẽ dùng mọi công cụ sẵn có, được hiểu là có thể bao gồm cả vũ khí hạt nhân để bảo vệ lãnh thổ và người dân. Lãnh thổ ở đây bao gồm cả 4 khu vực của Ukraine mà Moscow tuyên bố sáp nhập, bao gồm Kherson, Zaporizhia và hai nước Cộng hòa tự xưng ở Donbass. Hôm 3 tháng 10, The Times lưu ý thêm rằng Nga đã di chuyển một đoàn tàu được cho là nối với một cơ sở hạt nhân. Đây là dấu hiệu cho thấy Moscow đang điều động khí tài hủy diệt. Trước những lo ngại về sự tấn công hạt nhân có liên quan đến cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đức Annalena Baerbock mới đây đã nhận định rằng những cảnh báo của Nga nên được xem xét một cách nghiêm túc và tuyệt đối không thể coi thường. Theo truyền thông Ba Lan, phát biểu trong chuyến thăm thủ đô Warsaw của Ba Lan hôm 4 tháng 10, nhà ngoại giao Đức đã nhấn mạnh rằng đây không phải là lần đầu tiên Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra những lời đe dọa như vậy, nhưng đó cũng có thể là nỗ lực để uy hiếp các nước, giống như những gì mà các bên đã chứng kiến kể từ khi xung đột bùng nổ cách đây hơn 200 ngày. Theo một số chuyên gia, thì nguy cơ vũ khí hạt nhân được sử dụng đang tăng hàng ngày, nhất là khi Ukraine đã liên tục kiểm soát Kharkov, rồi đến nhiều thành phố chiến lược như là Lyman. Đây là đô thị hậu cần ở Donetsk, có vai trò vô cùng quan trọng trong việc tiếp viện và bảo vệ Donbass. Mất Lyman, hai tỉnh Donbass là Lugansk và Donetsk sẽ bị hở sườn và có nguy cơ bị tấn công sẽ ngày càng nhiều hơn. Bên cạnh đó, hiện thì Ukraine cũng đang phản công dữ dội tại tỉnh miền nam Kherson. Tuy nhiên thì nơi đây họ gặp phải những công sự kiên cố của Nga và cũng đã hứng chịu một số tổn thất. Cũng liên quan đến thông điệp có thể dùng mọi công cụ sẵn có để bảo vệ đất nước và người dân của Tổng thống Vladimir Putin, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh Ben Wallace đã cho rằng viễn cảnh này thì rất khó có thể xảy ra. Phát biểu tại một sự kiện bên lề hội nghị do tổ chức UNWRT tổ chức, ông Wallace khẳng định không có thể tin là ông chủ Điện Kremlin có thể sẽ phóng tên lửa hạt nhân để chống lại lực lượng của Kiev, theo RT đưa tin hôm 3 tháng 10. Theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh, mặc dù học thuyết của Nga có quy định về việc sử dụng vũ khí hạt nhân trong một số trường hợp nhất định, tuy nhiên, động thái như vậy sẽ dẫn đến phản ứng mạnh từ các đồng minh của Moscow như là Ấn Độ và Trung Quốc. RT dẫn lời ông Wallace rằng ông Putin có ý thức rất rõ ràng về điều gì có thể chấp nhận được và không thể chấp nhận được. Mặt khác, theo truyền thông Anh Telegraph,
Bộ trưởng Quốc phòng Anh cũng nói rằng ông Putin sẽ cực kỳ không vui nếu biết một số quốc gia bí mật giúp London hỗ trợ quân sự cho Kiev. Tuy nhiên, ông không tiết lộ cụ thể đó là nước nào. Cựu giám đốc CIA David Petraeus gần đây đã cảnh báo rằng nếu Moscow quyết định phóng hạt nhân chiến thuật Ukraine, Washington sẽ dẫn đầu nỗ lực tiêu diệt mọi lực lượng Nga ở Ukraine, bán đảo Crimea và cả tàu Nga ở Biển Đen. Ngoài thông điệp của ông Putin, cựu Tổng thống, hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cũng đã cảnh báo rằng Moscow có thể sử dụng mọi loại vũ khí sẵn có để bảo vệ biên giới, người dân và chủ quyền của mình. Ông Medvedev nhấn mạnh rằng phương Tây không nên cố gắng đe dọa Moscow bằng cách tuyên bố sẽ tấn công Crimea. Ông Medvedev cảnh báo, tên lửa siêu thanh chắc chắn sẽ bắn trúng các mục tiêu ở châu Âu và Mỹ nhanh hơn nhiều, đồng thời nói thêm rằng NATO cần hiểu rằng Nga đã chọn con đường của riêng mình và không có đường lui. Trong khi đó, thì trao đổi với báo giới vào hôm 4 tháng 10, bà Laura Cooper, Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng về các vấn đề của Nga, Ukraine và Âu Á cho biết Lầu Năm Góc đang giám sát chặt chẽ các lực lượng hạt nhân của Nga. Theo đó, thì nữ quan chức này đã nhấn mạnh rằng không có dấu hiệu nào chứng minh là Nga đang di chuyển vũ khí hạt nhân chiến thuật bằng đường sắt. Do đó, quân đội Mỹ thấy là chưa cần thiết phải thay đổi tư thế hạt nhân của mình, hãng tin Reuters cho hay. Về phần mình, thì trước những thông tin từ phương Tây cho rằng Nga có thể sắp thử hạt nhân gần Ukraine, Điện Kremlin thì đã đưa ra phản ứng. Cụ thể, cơ quan quyền lực nhất của nhà nước Nga nhấn mạnh đây là thông tin không đúng sự thật, Reuters đưa tin. Moscow đã nhiều lần giải thích rằng nước này chỉ sử dụng vũ khí hạt nhân khi lãnh thổ bị đe dọa bởi vũ khí hạt nhân hoặc thông thường quá mức. Theo Reuters, hôm 4 tháng 10, Điện Kremlin khẳng định Nga không muốn đôi co với luận điệu hạt nhân mà chính quyền cũng như là truyền thông phương Tây đang lan truyền. Phản ứng trước thông tin này, phát ngôn viên Điện Kremlin nêu rõ, truyền thông, các chính trị gia và nguyên thủ phương Tây đã thi nhau đồn đoán về các hoạt động hạt nhân của Nga. Chúng tôi không muốn tham gia vào những cuộc tranh luận như vậy. RT cũng dẫn lời người đứng đầu Cục Kiểm soát và Không phổ biến hạt nhân thuộc Bộ Ngoại giao Nga, ông Vladimir Yamankov, nói rằng ông cam kết với Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, xung đột hạt nhân sẽ không bao giờ xảy ra giữa các nước sở hữu vũ khí hủy diệt này. Phương Tây đã liên tục đưa ra bình luận về các hoạt động hạt nhân của Nga sau khi Tổng thống Putin đe dọa rằng Moscow sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và lợi ích của người dân. Xét trên số lượng đầu đạn hạt nhân sở hữu, Nga hiện là cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới với gần 6.000 đầu đạn, trong khi Mỹ có hơn 5.400 đầu đạn. Ở một diễn biến khác thì thưa quý vị, sau lệnh động viên cục bộ của Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng trước, Bộ Quốc phòng Nga mới đây đã dẫn thông báo là nước này đã huy động được hơn 200.000 quân trong vòng 2 tuần kể từ khi Tổng thống Putin ban bố lệnh động viên, hãng Reuters đưa tin. Trong cuộc họp với các quan chức quân sự cấp cao hôm 4 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tiết lộ, những người nhận lệnh nhập ngũ đang được đào tạo tại 80 thao trường và 6 trung tâm huấn luyện. Ông Shoigu cũng nhấn mạnh rằng công nhân Nga không nên từ chối nghĩa vụ nếu không có lý do chính đáng. Ngay sau khi Tổng thống Putin ký sắc lệnh động viên, Bộ trưởng Shoigu đã công bố kế hoạch huy động 300.000 quân dự bị, ưu tiên những người có kinh nghiệm trong quân ngũ. Vị quan chức giải thích, việc bổ sung quân này nhằm mục đích bảo vệ chiến tuyến dài 1.000 km giữa Nga và Ukraine, cũng như những vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát. Theo ông Shoigu, con số được huy động lần này chỉ chiếm 1,1% tiềm lực huy động quân trên cả nước. Gần đây, Tổng thống Nga Putin cũng đã tuyên bố nông dân cũng là đối tượng nằm trong danh sách nhận lệnh nhập ngũ. Theo Reuters, thông báo mới này sẽ gây thêm nhiều mối lo ngại về hoạt động sản xuất nông nghiệp vào năm sau của Nga. Trước đó, nước này dự báo sản lượng ngũ cốc năm nay sẽ cán mức kỷ lục 150 triệu tấn. Không dừng lại ở đó, thưa quý vị, sau khi nhập ngũ thì theo lệnh huy động, các tân binh đã được triển khai đến khu vực gần các mặt trận giao tranh ở Ukraine để bắt đầu các khóa đào tạo chiến đấu. Theo đó thì lực lượng dự bị của Nga đã bắt đầu đợt huấn luyện chiến đấu tại khu vực Donetsk của Ukraine, hiện do Moscow kiểm soát, Reuters đưa tin hôm 4 tháng 10. Các huấn luyện viên quân sự đã hướng dẫn lính mới cách sử dụng các loại vũ khí nhỏ và súng phóng lựu chống tăng. Tân binh Maxim chia sẻ với Reuters rằng tất nhiên là anh muốn ở nhà hơn, không ai thích chiến đấu. Tuy nhiên, anh sẽ cầm súng nếu điều đó là cần thiết. Ông Vladimir, một người lính khác, tỏ ra tin tưởng vào kế hoạch động viên của Tổng thống Vladimir Putin cũng như chiến lược tổng thể mà Nga đang triển khai ở Ukraine. Việc Tổng thống huy động cục bộ thay vì toàn bộ đã cho thấy mọi thứ không quá đáng sợ. Ông Putin biết mình đang làm gì. Ông ấy là một người thông minh. Ông Vladimir nói, hồi tháng 9, Tổng thống Nga đã ban hành lệnh động viên cục bộ sau khi Ukraine giành được một số khu vực ở thành phố miền đông như Kharkov. Moscow xác nhận rút khỏi khu vực này để tập hợp lực lượng cho chiến dịch ở Donbass.
Ngay sau đó, Nga chính thức sáp nhập 4 khu vực của Ukraine sau cuộc trưng cầu dân ý, một quốc tế lên án là phi pháp. Điện Kremlin tuyên bố các khu vực như Donetsk, Lugansk, Zaporizhia và Kherson của Ukraine hiện là một phần của Nga, mặc dù Nga chưa hoàn toàn kiểm soát bất kỳ khu vực nào trong số này. Trong khi đó, thì cả Moscow và Kiev vẫn đang ở thế giằng co trên thực địa. Thưa quý vị, quân đội Ukraine vẫn đang tập trung phản công mạnh mẽ và đột phá tại miền nam nước này. Theo hãng thông tấn Ukrform đưa tin hôm 4 tháng 10, lực lượng không quân xung kích của Ukraine đã tung ra một video trên kênh Telegram tuyên bố là đã giải phóng khu định cư Mala Olesandrivka ở vùng Kherson. Ukrform báo cáo là lá cờ quốc gia của Ukraine đang tiếp tục cuộc hành quân chiến thắng của mình ở khu vực phía nam. Quân nhảy dù của Ukraine hứa sẽ tiếp tục giải phóng nhiều khu định cư hơn. Bên cạnh đó, thì Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong bài phát biểu hàng ngày hôm 4 tháng 10 cũng đã tuyên bố rằng những kết quả khả quan của quân đội Ukraine trong những ngày qua. Hãng tin Reuters dẫn lời ông Zelensky cho biết, lực lượng của Ukraine đã đạt được bước tiến lớn và nhanh chóng giành lại hàng chục thị trấn ở các khu vực phía nam và phía đông mà Nga tuyên bố sáp nhập. Tổng thống Zelensky cho biết, chỉ trong tuần này, hàng chục khu dân cư đã được giải phóng. Những khu vực này nằm trong các vùng ở Kherson, Kharkov, Luhansk và Donetsk. Tuy nhiên, thì Reuters chưa thể xác minh độc lập tuyên bố của nhà lãnh đạo Ukraine. Một đoạn video do Bộ Quốc phòng Ukraine công bố gần đây cho thấy cờ của Ukraine được dương cao ở khu vực Davydovbrod ở Kherson. Trong khi đó, thì các quan chức Ukraine và quan chức do Nga hậu thuẫn đều xác nhận là quân đội Kiev đã giành lại một số ngôi làng dọc theo sông Dnipro vào hôm 4 tháng 10. Theo Reuters, lực lượng của Ukraine đang đẩy mạnh tiến công về phía đông sau khi giành được thị trấn Liman, pháo đài chính của Nga ở phía bắc Donetsk. Hôm 5 tháng 10, Bộ Chỉ huy tác chiến phía nam của lực lượng vũ trang Ukraine công bố lực lượng Nga đang ra sức phá hủy kho đạn dược cũng như các cây cầu và giao lộ để làm chậm bước tiến của Ukraine. Reuters bình luận, Nga có lẽ đang hy vọng lệnh tổng động viên một phần có thể giúp nước này đảo ngược một số diễn biến trên mặt trận. Theo bản đồ mà Bộ Quốc phòng Nga trình bày hôm 4 tháng 10, có thể thấy lực lượng Nga đã rút khỏi nhiều khu vực ở miền Nam về miền Đông Ukraine. Ở mặt trận phía Đông, ông Denis Pushilin, người đứng đầu nước Cộng hòa tự xưng Donetsk mà Moscow hậu thuẫn, cho biết các lực lượng Nga đang xây dựng một tuyến phòng thủ quan trọng xung quanh thành phố Kremlina. Hiện các tuyên bố liên quan đến mặt trận Ukraine đều chưa có thể xác minh độc lập. Thưa quý vị, trước đà tiến công của Ukraine, đồng minh của Nga là Belarus mới đây thì cũng đã có những phản ứng mới. Tổng thống Belarus, ông Alexander Lukashenko, trong hôm 4 tháng 10, đã tố cáo nước láng giềng Ukraine đã gửi thêm 15.000 quân đến biên giới, xây dựng thêm nhiều hệ thống phòng thủ, cũng như tiến hành do thám. Ông Lukashenko gọi những hành động này là khiêu khích, theo Today Online. Trong phần bình luận trên hãng thông tấn nhà nước BEITA, ông nói nhiều đơn vị Ukraine đưa đến biên giới đã xây dựng các vị trí phòng thủ, những máy bay không người lái của họ đã vi phạm đường ranh giới. Cùng một số khiêu khích khác, các quan chức Ukraine đã từ chối bình luận về lời phát biểu của ông Lukashenko. Ông Lukashenko từng giải thích Belarus liên quan đến cuộc xung đột để ngăn một cuộc chiến do liên minh ba nước là Ba Lan, Litva và Latvia cùng với Ukraine có thể tấn công vào lãnh thổ. Ông không muốn ai tấn công Nga từ lãnh thổ Belarus. Được biết là ba nước láng giềng phía Tây Belarus đều là thành viên Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO. Hiện nay, họ đang giúp đỡ Ukraine bằng cách chuyển vũ khí và thông tin tình báo, nhưng không tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột. Không những thế, thì Tổng thống Belarus, ông Alexander Lukashenko, hôm 4 tháng 10 cũng đã xác nhận rằng Belarus là một bên tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine, song hoạt động bị hạn chế và giới hạn. Đây được xem là một động thái mới khi Belarus đã lên tiếng làm rõ vai trò của mình trong cuộc xung đột chưa có hồi kết tại Đông Âu. Kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hồi cuối tháng 2 vừa qua, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã cho phép Nga, đồng minh thân cận, được sử dụng lãnh thổ của mình để tấn công Ukraine. Trang RT đưa tin. Phát biểu tại cuộc họp an ninh của chính phủ, nhà lãnh đạo nói, chúng tôi không che giấu điều này, nhưng chúng tôi không gây thiệt hại, nhân mạng hay gửi quân đến bất kỳ đâu. Chúng tôi không vi phạm các giao ước. Tổng thống Lukashenko giải thích thêm, vai trò tiên quyết của chúng tôi là không để cuộc xung đột này lan rộng sang lãnh thổ Belarus, sau đó là ngăn chặn cuộc tấn công từ Ba Lan, Litva, Latvia dưới vỏ bọc chiến sự quân sự đặc biệt nhằm vào Belarus. Ông còn đảm bảo rằng Belarus sẽ không can dự vào xung đột ở Ukraine ngoài mục tiêu đã đề ra.
Mặt khác, nhà lãnh đạo cũng bác bỏ những tuyên bố vô căn cứ cho rằng chính phủ Belarus sẽ ban bố lệnh động viên tương tự như Moscow. Tuy nhiên, ông kêu gọi quân đội đất nước của ông học hỏi kinh nghiệm từ Nga trong cách phản ứng với những mối đe dọa từ bên ngoài. Một vấn đề đáng chú ý khác kể từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng Ukraine. Thưa quý vị, việc Ukraine nộp đơn xin gia nhập Liên minh quân sự NATO khiến căng thẳng giữa Nga và phương Tây không ngừng leo thang. Truyền thông Mỹ Newsweek đưa tin hôm 3 tháng 10, Bộ Quốc phòng Litva cũng đang thúc đẩy nhanh chóng các cuộc đàm phán về tư cách thành viên NATO cho Kiev, bất chấp giao tranh giữa nước này và Nga vẫn đang diễn ra ác liệt. Hôm 1 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Litva Arvydas Anuskas đã nói rằng Ukraine sẽ được hỗ trợ vô điều kiện từ nước này, theo Baltic Times cho biết. Anuskas cho biết điều quan trọng là 30 quốc gia thành viên NATO phải đồng thuận rằng Ukraine có thể được kết nạp vào khối quân sự, cũng như quá trình này sẽ được xúc tiến, bất chấp xung đột đang diễn ra. Thông điệp trên đã được Litva đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nộp đơn yêu cầu NATO nhanh chóng kết nạp nước này vào ngày 30 tháng 9, chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng Điện Kremlin đã sáp nhập 4 khu vực ở Ukraine vào nước Nga. Theo Newsweek, NATO thì khó có thể chấp nhận kết nạp Ukraine vào liên minh này, giữa lúc quốc gia Đông Âu thì đang vướng một cuộc xung đột. Vì nếu Kiev trở thành thành viên của khối quân sự, các quốc gia khác cũng sẽ phải tham chiến để bảo vệ Ukraine trước Nga, theo điều 5 của Hiệp ước Phòng thủ chung. Điều này có khả năng gây ra một thế chiến mới. Bất chấp các hậu quả nghiêm trọng nói trên, ông Asoskat nói rằng phương Tây cần hành động quyết liệt hơn. Ông này nói, phải tăng cường đảm bảo an ninh cho Ukraine ngay từ bây giờ, nhất là khi Tổng thống Putin đã tuyên bố có thể sử dụng mọi công cụ sẵn có để bảo vệ 4 vùng Ukraine mà nước này vừa sáp nhập, bao gồm Donetsk, Kherson, Luhansk và Zaporizhia. Newsweek bình luận, các nước Baltic dường như đang thể hiện lập trường vô cùng mạnh mẽ, trong khi nhiều quốc gia khác do dự với việc đưa ra đường lối cứng rắn hơn đối với Nga. Hồi tuần trước, khi được hỏi liệu có ủng hộ Ukraine gia nhập NATO hay không, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã từ chối dứt khoát và muốn phương Tây dừng ở mức chỉ đảm bảo an ninh cho Ukraine. Tổng thống Mỹ Joe Biden chỉ tuyên bố nước này sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt bổ sung lên Nga như một đòn trả đũa việc Moscow sáp nhập các vùng đất thuộc về Kiev. Ngoài ra, hồi tuần trước, New York Times đưa tin rằng một tướng Mỹ sẽ dẫn đầu một chiến dịch mới ở Đức để hợp lý hóa công tác hỗ trợ quân sự cho lực lượng ở Ukraine. Đây là một phần trong kế hoạch hỗ trợ lâu dài của Tổng thống Biden cho quốc gia Đông Âu này. Hiện cả NATO lẫn Nga đều chưa đưa ra bình luận nào liên quan đến thông điệp của Litva. Moscow luôn khẳng định việc Kiev gia nhập NATO là ranh giới không thể vượt qua. Nga cũng từng nói rằng nỗ lực mở rộng lãnh thổ về phía đông của Liên minh quân sự phương Tây là lý do khiến Moscow buộc phải phát động chiến dịch quân sự đặc biệt của mình ở Ukraine. Trong khi đó, thì truyền thông Trung Quốc đã cảnh báo rằng Mỹ có thể đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng, bao gồm viễn cảnh xung đột hạt nhân, nếu Washington cho phép Ukraine gia nhập NATO, từ đó lôi kéo liên minh 30 nước vào cuộc đối đầu với Nga ở Đông Âu. Tờ Thời báo Hoàn Cầu, cơ quan ngôn luận của chính quyền Trung Quốc, đã đăng bài xã luận vào hôm 2 tháng 10 với nội dung cho rằng việc NATO cho phép Ukraine gia nhập liên minh sẽ khiến căng thẳng leo thang, đồng thời gia tăng khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân, như lời Tổng thống Putin đã cảnh báo. Hồi tuần trước, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã cho rằng NATO nên xem xét việc kết nạp Ukraine vào một thời điểm phù hợp hơn. Hiện tại, khối liên minh nên tập trung giúp Kiev tự vệ trước đội quân từ xứ Bạch Dương. Phía Bắc Kinh cũng kêu gọi Mỹ và các nước đồng minh cần chấm dứt sự can thiệp lâu đời của mình ở Đông Âu, nhất là giữa bối cảnh các nước liên tục cấp vũ khí cho Ukraine. Thay vì theo đuổi các giải pháp để chấm dứt xung đột, Washington hết lần này đến lần khác cho thấy họ đang tiến về một hướng khác, đó là thổi bùng ngọn lửa xung đột, truyền thông Trung Quốc nêu rõ. Ông David Solomon, giám đốc cấp cao của Trung tâm Trung Quốc Toàn cầu của Hội đồng Đại Tây Dương, nói với Newsweek rằng bài xã luận của tờ Thời báo Hoàn Cầu không thể được xem là lời kêu gọi chấm dứt giao tranh của Bắc Kinh. Trái lại, đây là lời cáo buộc rằng NATO và Mỹ là bên phải chịu trách nhiệm cho căng thẳng ở Ukraine. Theo Newsweek, mặc dù cho đến nay thì Mỹ vẫn tránh tham chiến ở Ukraine, nhưng nước này đã thông qua khoản viện trợ bổ sung 12 tỷ đô la Mỹ cho Kiev. NATO cũng đã công khai ủng hộ Ukraine giành lại những vùng lãnh thổ đang bị Nga kiểm soát. Trong khi đó thì Nga cho rằng phương Tây đang muốn kéo dài xung đột ở Đông Âu bằng cách không ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine. Thưa quý vị, trước tình hình quốc tế hiện nay, Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky thông báo trên kênh Telegram rằng
ông và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thảo luận về các lệnh trừng phạt bổ sung đối với Nga, trong đó tập trung vào những vấn đề liên quan đến xuất khẩu nông nghiệp và các biện pháp chung trước tình hình xung đột hiện nay. Hãng thông tấn Ukrinform đưa tin hôm 4 tháng 10. Ông Zelensky nói, tôi đã nói chuyện với Tổng thống Mỹ Joe Biden. Chúng tôi đã thảo luận thêm về những lệnh trừng phạt dành cho Nga, tình hình trên chiến trường và tầm quan trọng của việc bảo vệ xuất khẩu nông sản qua đường biển. Chúng tôi cũng đã nỗ lực đưa ra những ứng phó chung trước các sự kiện quốc tế. Ông nói rằng, cộng đồng quốc tế nên đưa ra một phản ứng chung về những nỗ lực của Nga trong việc sáp nhập 4 vùng ly khai Ukraine. Ông Zelensky cũng gửi lời cảm ơn tới ông Biden và tất cả người dân Mỹ vì đã liên tục hỗ trợ an ninh và tài chính cho Ukraine. Ông Zelensky nói thêm, tôi rất vui khi nghe Tổng thống Biden nói rằng quân đội Ukraine đang truyền cảm hứng cho cả thế giới. Và đây là sự thật, thắng lợi của chúng ta trong cuộc xung đột này cho thấy Ukraine có thể đóng góp bao nhiêu cho sức mạnh của tự do lẫn dân chủ trên toàn cầu. Cũng trong hôm 4 tháng 10, chính phủ Mỹ tuyên bố sẽ cung cấp thêm gói viện trợ quân sự trị giá 625 triệu đô la Mỹ cho Ukraine. Không lâu sau khi Lầu Năm Góc tuyên bố sẽ viện trợ gói quân sự mới trị giá 625 triệu đô la Mỹ cho Ukraine, hôm 4 tháng 10, nhà ngoại giao Nga, ông Konstantin Voronstov đã nói với Đại hội đồng Liên Hợp Quốc rằng việc Mỹ tiếp tục chuyển giao vũ khí và cung cấp thông tin tình báo hay thậm chí là đưa binh lính của mình đến Ukraine đang ngày càng tiến gần hơn đến ranh giới nguy hiểm trong cuộc đối đầu trực tiếp với Moscow. Trang RT đưa tin. Trang RT đưa tin, ông Voronsov, Phó trưởng đoàn Nga đã nói với Ủy ban thứ nhất của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, một cơ quan chịu trách nhiệm kiểm soát vũ khí và các vấn đề an ninh rằng Mỹ đang tăng cường việc chuyển giao vũ khí cho Ukraine, cung cấp cho quân Ukraine thông tin tình báo, cử binh lính và cố vấn của mình tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột này. Ông Voronsov nói thêm, điều này không chỉ làm gia tăng sự thù địch và dẫn đến nhiều thương vong mới, mà còn đưa tình hình ngày càng đến gần hơn với cuộc xung đột đụng độ quân sự trực tiếp giữa Nga và NATO. Theo RT, Moscow đã nhiều lần cảnh báo Mỹ và các nước đồng minh của mình về việc gửi vũ khí và đạn dược cũng như là trang thiết bị quân sự cho Ukraine. Trong khi đó, thì Washington và NATO nói sẽ tiếp tục viện trợ miễn là cần thiết và nhấn mạnh rằng điều này không khiến họ trở thành bên tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột. Theo Lầu Năm Góc, Mỹ đã chi hơn 19,6 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ an ninh cho Ukraine kể từ năm 2014 và 16,8 tỷ đô la Mỹ khác kể từ ngày 24 tháng 2 khi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga bắt đầu. Quân đội Mỹ cũng nói thêm rằng nước này sẽ tiếp tục cung cấp cho Ukraine các nguồn lực chính và đáp ứng nhu cầu trên chiến trường. Lô vũ khí và thiết bị mới nhất trị giá 625 triệu đô la Mỹ bao gồm 4 hệ thống pháo phản lực cơ động cao và đạn dược đi kèm, lựu pháo 155mm và 105mm, mỗi loại 16 viên, 75.000 viên đạn pháo, bao gồm đạn tấn công các mục tiêu cụ thể và đạn điều khiển từ xa, súng cối kèm đạn, và cuối cùng là xe bọc thép MRAP 200. Thưa quý vị, không chỉ Mỹ mà Anh cũng là một trong các nước ủng hộ Ukraine mạnh mẽ kể từ khi xung đột bắt đầu. Theo truyền thông phương Tây thì không chỉ gửi nhiều loại vũ khí đến chiến trường Đông Âu, London còn luôn lên tiếng khích lệ Kiev. Tại hội nghị của Đảng Bảo thủ diễn ra hôm 4 tháng 10, Ngoại trưởng James Cleverly đã tiếp tục khẳng định rằng nước Anh sẽ hỗ trợ Ukraine cho đến khi Kiev giành thắng lợi trong cuộc xung đột với Moscow. Sky News đưa tin. Trong dự thảo phát biểu của Ngoại trưởng Anh Cleverly vào ngày 4 tháng 10, ông khẳng định Nga không hề đứng bên lề cuộc xung đột. Đây là lý do vì sao chúng tôi sát cánh cùng những người Ukraine dũng cảm đang bảo vệ quê hương họ. Chúng tôi sẽ hỗ trợ Ukraine cho đến khi họ giành chiến thắng. Chúng tôi sẽ hỗ trợ cho đến khi chủ quyền của họ được khôi phục. Sky News trích dẫn bản dự thảo phát biểu của Ngoại trưởng Anh. Ngoài ra, theo đoạn trích, ông Cleverly khẳng định Anh không bao giờ công nhận việc sáp nhập Luhansk, Donetsk, Kherson, Zaporizhia hay Crimea. Và khi Ukraine giành chiến thắng, chúng tôi sẽ hỗ trợ họ xây dựng lại nhà cửa, tái thiết kinh tế và xã hội, ông nói thêm. Theo Sky News, Vương quốc Anh là một trong những quốc gia ủng hộ Ukraine mạnh mẽ, bao gồm gửi số lượng lớn các loại vũ khí. Cựu Thủ tướng Boris Johnson cũng đã nhiều lần đến thăm quốc gia Đông Âu. Bên cạnh xung đột Nga và Ukraine, một diễn biến khu vực khác cũng đang trở thành tâm điểm trong chính trường thế giới, thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế. Thưa quý vị, Triều Tiên vừa thực hiện vụ thử tên lửa đạn đạo vào sáng sớm ngày 4 tháng 10 với tầm phóng xa nhất lần đầu tiên vượt qua lãnh thổ Nhật Bản trong vòng 5 năm qua. Hành động trên đã thổi bùng căng thẳng tại khu vực Đông Bắc Á và làm dấy lên nguy cơ của một cuộc xung đột tiềm tàng. Theo Reuters đưa tin, chỉ một ngày sau đó, Mỹ và Nhật đã ngay lập tức tổ chức một cuộc tập trận chung để đáp trả động thái của Bình Nhưỡng.
Theo Reuters, Nhật Bản đã cử máy bay chiến đấu F-15 và F-2, trong khi Mỹ điều động chiến cơ F-35B tham gia diễn tập trên không ở khu vực phía tây khu vực Kyushu vào hôm 4 tháng 10. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản tuyên bố cùng ngày cho biết, mục đích của cuộc tập trận chung này là kiểm tra khả năng phối hợp của lực lượng Mỹ và Nhật. Cuộc tập trận cũng thể hiện khả năng sẵn sàng chiến đấu của hai nước, cũng như quyết tâm mạnh mẽ đối phó với bất kỳ tình huống khẩn cấp nào. Tokyo đã kích hoạt cảnh báo khẩn cấp yêu cầu người dân ở một số khu vực đến nơi trú ẩn. Tên lửa sau đó đã rơi ở ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản và không gây ra thiệt hại nào. Cũng theo Reuters, ngày 4 tháng 10, Tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Nhật Bản, ông Yamazaki Koji, đã có một cuộc gặp với chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ, ông John Aquilino, để thảo luận về hành động từ phía Bình Nhưỡng. Theo đó, ông Yamazaki Koji cho rằng, việc Triều Tiên phóng tên lửa là thách thức nghiêm trọng đối với Nhật Bản và cộng đồng thế giới. Ông nhận định đây là mối đe dọa nghiêm túc và hiện hữu đối với Nhật Bản. Ông dự định sẽ xử lý tình huống này bằng cách làm việc chặt chẽ cùng ông Aquilino. Về phía Tổng tư lệnh Mỹ, ông Aquilino đã lên án mạnh mẽ việc phóng tên lửa của Triều Tiên. Ông cho rằng hành động này là vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và gây ra sự bất ổn trong khu vực. Tổng tư lệnh Mỹ cũng cho biết luôn giữ liên lạc với Nhật Bản mỗi khi có động thái tương tự xảy ra từ phía Triều Tiên. Song song đó, thì thưa quý vị, Mỹ cùng một đồng minh khác tại Đông Bắc Á là Hàn Quốc đã phóng 4 tên lửa hướng về vùng lãnh hải Nhật Bản. Theo Reuters, động thái này nhằm thể hiện thái độ cứng rắn trước vụ thử tên lửa đáng lo ngại của Triều Tiên. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết quân đội nước này và Mỹ đã tổ chức tập trận tên lửa. Mỗi bên đã phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn ATACMS tấn công các mục tiêu giả ở vùng biển phía đông. Hàn Quốc xác nhận một tên lửa của họ bị hỏng ngay sau khi phóng và rơi xuống, song không gây thương vong. Trong tuyên bố cùng ngày, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã gọi vụ thử tên lửa của Triều Tiên là hành động khiêu khích liều lĩnh, đồng thời tuyên bố Seoul sẽ đưa ra biện pháp đáp trả tương xứng. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida nói, chúng ta cần hành động nhanh chóng. Sau cuộc gặp với Đô đốc John Aquilino, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ, hiện Triều Tiên chưa có bình luận về các phản ứng của Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản. Cũng liên quan đến động thái gây tranh cãi của Triều Tiên, thưa quý vị, Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết, nước này đã yêu cầu tổ chức một cuộc họp khẩn cấp ngay trong ngày 5 tháng 10 với các thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về vấn đề Triều Tiên. Tuy nhiên, thì Trung Quốc và Nga đã phản đối đề nghị này. Giới ngoại giao thế giới cũng nhận định rằng rất khó để các thành viên Hội đồng Bảo an có thể ngăn chặn các hành động của Triều Tiên ngay lập tức. Trong nhiều năm, Triều Tiên đã bị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cấm tiến hành các vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa đạn đạo, đồng thời tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Bình Nhưỡng nhằm cắt nguồn tài chính dùng cho các chương trình thử nghiệm vũ khí. Những năm gần đây, hai trong số 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an là Trung Quốc và Nga đã đề nghị nới lỏng các lệnh cấm vận của Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên vì mục đích nhân đạo. Bên cạnh đó, động thái này cũng nhằm lôi kéo Bình Nhưỡng trở lại các cuộc đàm phán quốc tế để thuyết phục nhà lãnh đạo Kim Jong-un chấm dứt thử nghiệm các vũ khí hạt nhân. Phần cuối của chương trình là những tin tức đáng chú ý về tình hình an ninh xã hội. Thưa quý vị, giới chức Bangladesh mới đây thông báo về một sự cố điện nghiêm trọng khiến phần lớn lãnh thổ bị mất điện, gây ảnh hưởng đến 130 triệu người dân. Theo Reuters đưa tin, nhiều nỗ lực nhằm khôi phục nguồn điện đang được gấp rút tiến hành. Ông Semen Hassan, một quan chức của cơ quan điện lực Bangladesh, nói với Reuters rằng khoảng 130 triệu dân quốc gia Nam Á đã rơi vào cảnh mất điện sau khi mạng lưới truyền tải điện năng bị hỏng vào lúc 14 giờ ngày 4 tháng 10 theo giờ địa phương. Hiện các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Thông tin cập nhật cho hay nguồn điện đã được khôi phục 50%. Bangladesh, quốc gia có 3/4 sản lượng điện từ khí đốt nhập khẩu, đã phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt điện nghiêm trọng. Giới chức đã triển khai các biện pháp tiết kiệm năng lượng như cắt điện 2 tiếng một ngày, cũng như yêu cầu người dân hạn chế sử dụng máy điều hòa và các cửa hàng đóng cửa trước 20 giờ. Trong khi đó, thì tại Trung Quốc, cơ quan khí tượng nước này vào hôm 4 tháng 10 đã gia hạn về cảnh báo xanh liên quan đến không khí lạnh trên nhiều khu vực rộng lớn của đất nước. Theo thông báo, từ ngày 4 tháng 10 đến ngày 6 tháng 10, nhiệt độ sẽ giảm từ 6 đến 10 độ ở các khu vực phía Nam Trung Quốc, các khu vực như Hồ Nam, Giang Tây, Chiết Giang, Quý Châu và Phúc Kiến, nhiệt độ có thể giảm 18 độ C. Giá lạnh cũng sẽ bao phủ eo biển Bột Hải, biển Hoàng Hải và phần Tây Bắc của biển Hoa Đông. Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia Trung Quốc khuyến cáo công chúng nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết khi nhiệt độ xuống thấp như mặc áo ấm và tránh ra gió. Trung Quốc có hệ thống cảnh báo thời tiết 4 cấp, lần lượt là đỏ, cam, vàng và xanh.
đỏ là khắc nghiệt nhất, xanh là nhẹ nhất. Tiếp nối các tin tức xã hội hôm nay, mời quý vị cùng chiêm ngưỡng sa mạc hoa với sắc tím mộng mơ tỏa khắp vùng sa mạc Atacama khô cằn. Chính phủ Chile mới đây thì cũng đã công bố dự án công viên quốc gia mang tên là Desierto Florido nhằm bảo vệ hiện tượng tự nhiên độc đáo xuất hiện thứ 3 đến 5 năm một lần tại đây. Reuters đưa tin. Reuters đưa tin, hôm 2 tháng 10, Tổng thống Chile Gabriel Boric đã công bố thành lập vườn quốc gia sa mạc nở hoa mới ở vùng Atacama để bảo vệ khu vực này cũng như thúc đẩy hoạt động du lịch. Được biết Atacama là sa mạc khô và nắng nhất thế giới. Sa mạc nở hoa là một hiện tượng khí hậu xảy ra ở một số sa mạc trên toàn thế giới khi lượng mưa cao bất thường. Hiện tượng này thường xảy ra ở Atacama từ 3 cho đến 5 năm một lần. Khi đó, những vùng đất sa mạc khô cằn được phủ lên màu áo mới với màu tím đầy thơ mộng, nhờ gần 200 loài hoa nở rộ khoe sắc. Theo Reuters, sau khi quyết định thành lập được thông qua, Atacama sẽ là vườn quốc gia thứ 44 của Chile. Thưa quý vị, ngay sau giải Nobel Y sinh, giải Nobel vật lý năm 2022 thì cũng đã tìm được chủ nhân. Tờ The Guardian đưa tin vào hôm 4 tháng 10, Hội đồng Nobel đã công bố người chiến thắng giải Nobel vật lý năm 2022 trong cuộc họp báo tại thủ đô Stockholm của Thụy Điển. Theo công bố của hội đồng, thì giải Nobel vật lý năm nay được trao cùng lúc cho 3 nhà khoa học vinh danh công trình về cơ học lượng tử của họ. Ba nhà khoa học đó là ông Alain Aspect, 75 tuổi, ông John F. Krauser, 79 tuổi và ông Anton Ginniger, 77 tuổi. Cả ba người đều nhận được giải thưởng trị giá 10 triệu krona Thụy Điển, tương đương 802.000 euro. Giải thưởng được trao bởi Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển. Theo lời của ban tổ chức, giải thưởng được trao nhằm vinh danh thành quả của họ trong việc nghiên cứu những thí nghiệm về sự dính mắc vào nhau giữa các photon, củng cố nguyên lý của bất đẳng thức Bell và khoa học thông tin lượng tử tiên phong. Công trình của ba nhà vật lý đã tập trung vào một hiện tượng mang tên rối loạn lượng tử mà nhà khoa học Albert Einstein trước đây từng gọi là tác động ma quái ở khoảng cách xa. Nghiên cứu này được kỳ vọng sẽ đóng một vai trò quan trọng trong tính toán lượng tử, chuyển giao an toàn thông tin và trong các công nghệ cảm biến. Tin tức vừa rồi đã khép lại chương trình Toàn cảnh quốc tế hôm nay. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.